Nếu mà người ta đã không thích mình thì bây giờ mình có tìm đủ lý do gì nữa thì người ta vẫn không thích mình. Cái thằng đã có người yêu rồi mà nó thích em. Khi nó lập lộn nó đã có người yêu mà nó vẫn là bỏ người yêu rồi. Thì lấy cái gì nó bỏ em là cái gì này? Cũng một phần là cũng có thể là người yêu. Có thể là người ta kiểu chọn sai, nhưng mà nói chung ấy là trừ khi là người ta dứt khoát với cái người cũ còn không chơi kiểu là hai, tức là bắt cá hai tay. Alo. Alo, có phải thần rừng không ấy nhờ? Đúng rồi đó, thần đồng lai bâng. Có phải thần đồng lai bâng không ấy nhờ? Đúng không? Có phải thần đồng lai bâng không ta? Uầy, nói chuyện với thần rừng này sướng thế, sướng thế. Uầy, nói chuyện với thần đồng lai bâng sướng thế. Ủa, mà nhường cho thằng kia rừng à? Thấy game này ngược thua rồi. Cái gì đó? Nói vậy thì không đúng. IDC thì bét nổi lên em đánh với bâng mà. Bâng đánh mà bảo trận này thua rồi, nghe điêu. Đéo tin. Nghe có tin được không em? Thì làm sao gắn được mình đây ta? Ôi, nói cái câu gì nó dễ nghe, dễ tin một tí đi chứ. Ôi, đánh với bâng mà kêu, đánh với bâng mà kêu trận này thua rồi thì không sao hết, chết để đấy để cho team win. Giời ơi. Em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? A few moments later. Ôi, chết là thua thật à? Sao lại chết hết được ta? Sao thằng Vio làm gì mà chết đấy mày? Ta đều biết, rõ ràng ta là cái thằng giết thằng Elsu đầu tiên. 4 đánh 5 mà sao lại chết được hết nhỉ? Thằng Enzo với thằng đá nhí tao. Em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Hai chín trời ơi, hôm nay hàng ngày. Thằng bạn tôi ổn không? Ổn mà, em vẫn ổn, em ổn anh ơi. Đưa ván này mình sẽ cầm Dashi đi rừng, phong cách tốc biến của anh thần đồng lai bâng. Enzo à, tôi chết còn mẹ rồi. Enzo mà đi rừng mà cầm Dashi cầm tốc biến kẻ quá khó quá không nhỉ? Hello anh em nhá. À, ván này phải chơi con này. Đâu rồi? Anh em ta. Quán này mình sẽ cầm Dashi đi rừng. Con khỉ bị con Ezo móc chúng là năng hết, là kỹ năng hết. Đúng, em quên, đây là đại ca em, nha anh. Ăn xử lý được hết. Đại ca em, ADK anh Mã ơi. Đại ca em anh Mã ơi. Tóc gì kia bâng, tóc này tóc đấu sĩ á, samurai á. Hello anh em nhá, chúc anh em xem livestream vui vẻ. Anh em ai chưa biết là mình sắp không stream ở, sắp nghỉ stream ở Nimo TV. À, Chiến sắp họp stream à? Đâu, mọi người ai chưa biết là mình sắp livestream ở Facebook thì chết con mẹ rồi. Thì giờ biết rồi đấy. Vậy là anh Mã không có view luôn á Mã ơi. Hết rồi, blast qua Facebook hết luôn rồi. Đó, né giờ ra quá. Né giờ ra anh Mã ơi, mỗi lần Chiến bật like lên là 10.000 view đó anh. Cảm ơn 500 người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Chào mọi người nhá. Xuống đây. Có bán mạng xảy ra rồi, có mạng rồi. Được mình thế. Rồi chết rồi. Nó không có vô mình rồi. Mình tưởng qua nó hồi nãy thằng Enzo nó có liềm không ấy. Má nó cứ thấy nó cứ bang lên kinh vậy liền, nhưng mà nó không có hơn đó. Trời Chiến ơi, nó hết gì rồi. Chết tôi rồi. Hàm hố quá anh em ạ. Mày thế. Mày đi làm than rồi. Về thôi. Ủa, nó vẫn dí được mình á. Từ từ, nó sẵn dí được mình rồi, mình tắt nghe mình bảo lại. Nó dí được mình. Nghe nó vô lý vậy. Ai còn mẹ nó. Có đánh thường nữa đâu. 祈求被现实压过头。到最后梦里，我往前逼退后，虚无的存在感也难为。妹，妹，妹。Bưng làm gì đó? Bạn méo lại nó. Bưng làm gì đó? Sầu tiết trong chùa hồi mẫu. Ôi đặt ô lao thế. Bắn hết đi Vio ơi, bắn hết đi, bắn hàng chiến kìa. Chiếm nhà đi Mã ơi. Mã ơi, lùi Mã ơi. Đúng rồi, do it, do it, do it. Do it. Đừng cho thằng Bân là có cơ hội thể hiện đấy anh em. Mẹ.